Câu chuyện cây tre chăm đốt. Ngày xưa có một anh trai nhà nghèo, hiền lành, khỏe mạnh, đi ở đợ cho một lão nhà giàu. Anh trai cày bừa, làm lụng rất chăm chỉ, lại thạo việc đồng áng, nên lão nhà giàu muốn anh ta làm ra thật nhiều của cải cho lão. Một hôm, lão gọi anh đến và ngon ngọt dỗ dành: "Còn chịu khó thức khuya dậy sớm làm lụng, chớ quản nhọc nhằn. 3 năm nữa ta sẽ gả con gái cho nhé." Anh trai cày sung sướng trong lòng và cứ đinh ninh rằng lão nhà giàu nói thật. Thế là chẳng quản đầu hôm sớm mai, anh cứ hùng hục như trâu cày làm giàu cho lão. 3 năm sau, nhờ công sức của anh, lão chủ có thêm được nhà ngói, sân gạch, lại tậu thêm được ruộng, được vườn nữa. Nhưng lão nhà giàu chẳng giữ lời hứa năm xưa. Lão ngấm ngầm nhận lời gả con gái mình cho con trai của một phú hộ trong vùng. Một hôm, lão làm ra vẻ thân mật, bảo anh trai cày rằng: "Con thật là có công với gia đình ta. Trồng cây đã 3 năm rồi thì ắt đến ngày ăn quả. Cơ ngơi nhà ta này đủ hết, chỉ có thiếu mỗi cây tre chăm đốt. Vậy con lên rừng, cố tìm được cây tre đó mang về, ta sẽ gả con gái cho." Anh trai nghèo mừng rỡ, xách dao lên rừng, quyết tâm tìm cho được cây tre chăm đốt mang về để được vợ. Anh không thể nào biết được rằng, khi anh đi rồi, thì ở nhà, hai lão nhà giàu đã sắp đặt sẵn cỗ bàn để làm lễ cưới cho con trai con gái của họ. Hai lão nhà giàu thấy đã lừa được anh trai cày kia đi vào rừng thì hí hửng bảo nhau: "Cái thằng ngốc ấy, có đi quanh năm suốt tháng cũng đố mà tìm được cây tre dài đủ chăm đốt. Thế nào cũng bị rắn cắn hổ vồ cho mà coi. Ha ha ha." Về phần mình, anh trai nghèo hì hục treo đèo lội suối, luồn lách hết bờ này bụi khác tìm kiếm mà chỉ thấy những cây tre bình thường, cây cao nhất cũng chưa được 50 đốt. Vừa mệt vừa thất vọng, anh ngồi bệt xuống. Bụt hiện lên hỏi: "Làm sao con buồn?" Anh trai nghèo thưa rõ đầu đuôi câu chuyện. Bụt cười và bảo rằng: "Đừng có lo, việc ấy đâu khó gì. Con hãy đi chặt đủ 100 đốt tre, đem xếp nối với nhau lại rồi hô: 'Khắc nhập, khắc nhập,' thì sẽ có ngay cây tre chăm đốt mà." Nói xong, Bụt biến mất. Anh trai nghèo làm đúng theo lời Bụt bảo. Quả nhiên, cả 100 đốt tre dính lại, nối với nhau thành một cây tre dài đủ 100 đốt. Anh trai sung sướng, nâng lên vai vác về. Nhưng cây tre dài quá, vướng bờ vướng bụi, không làm sao mà đem ra khỏi khu rừng được. Anh loay hoay một hồi, không biết làm sao ra khỏi rừng. Trong lúc đó, Bụt hiện lên bảo: "Con hãy hô, khắc xuất, thì những đốt tre ấy sẽ tự động rời ra ngay." Anh làm theo y như lời Bụt. Tự nhiên, cây tre rời ra thành 100 đốt. Anh kiếm dây buộc làm 2 bó, mừng rỡ gánh về. Lúc về tới nơi, thấy hai họ đang ăn uống linh đình và sửa soạn đón dâu. Anh trai nghèo mới biết rõ là lão nhà giàu đã lừa anh, lén lút đem con gái gả cho người khác. Anh giận lắm nhưng không nói năng gì, lặng lặng xếp 100 đốt tre nối với nhau và hô: "Khắc nhập, khắc nhập." Một cây tre đúng 100 đốt, tươi xanh óng ả, hiện ra trước mặt mọi người. Lão chủ thấy lạ, chạy lại gần xem. Anh trai liền đọc luôn: "Khắc nhập, khắc nhập." Tức thì, lão ta dính liền ngay vào cây tre, không tài nào rút ra được. Lão thông gia thấy vậy, chạy lại gỡ cho nhà chủ. Anh đợi cho hắn tới gần rồi lại đọc: "Khắc nhập, khắc nhập." Thế là lão ta cũng dính chặt luôn vào cây tre. Hai lão nhà giàu sợ quá, kêu khóc, thảm thiết.
van lại anh trai nghèo xin anh gỡ ra cho và hứa trước mặt hai họ cùng tất cả mọi người là sẽ gả con gái cho anh ngay ngày hôm nay. Lúc ấy, anh mới khoan thai, đọc khắc xuất, khắc xuất. Tức thì, hai lão nhà giàu kia rơi khỏi cây tre và cây tre cũng chia thành trăm nốt. Lão chủ tùy trong bụng tức muốn chết nhưng cũng đành bấm bụng gả con gái cho anh trai nghèo. Sau đó, anh làm lễ cưới với cô gái và hai vợ chồng sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.